đây đây. Nhưng mà anh em có công nhận là hôm nay vui không? Vui quá. Nè, tao nói tụi bay nghe nè. Ăn là có lợi, nhậu là có hại. Vậy tụi mình vừa ăn vừa nhậu, vậy tụi mình quá lợi hại. Hay. Vô một cái thằng này hay. Vô. Hỏi lợi nha. Tại sao? Tại vì tụi mình là một gia đình lợi hại mà. Yeah. Cái gì vậy? Trời ơi. Tụi bay có sợ ma da không? Không. Đúng rồi. Ma da có gì đâu sợ. Bà mày. Đúng, này nó vô tính quá mày. Đúng, nhưng mà tao sợ con ma khác. Mày sợ con ma gì? Con ma vú dài. Tại sao? Đó là tại vì tao biết tại sao nè. Nói giùm tao đi. Tại vì không có kiếm được ra diễn viên đó. Đúng vậy. Thôi tụi bay xàm quá. Tao đi đái đi. Nó đi đái thôi mà nó tạo nét cho mày. Đó. Ê, bên trong nghẹt rồi, có đi ra ngoài gốc cây nha. Ok. Ê, tao lo quá, nó xỉn gì, có nào nó đái lộn gốc điện không ta? Mẹ bà nó kêu mình ra đây đái gốc cây. Mà quá trời gốc cây rồi biết cái đái gốc nào. Đại đã quá. Ai đây? Ma già. Ma già xong lôi tôi ra ngoài kia. Lôi ở đây cạn sao chết. Ông biết bơi. Ma da không biết bơi. Vậy mới chết đuối á. Có nhiều đó thôi à. Mà cũng làm không có xong nữa. Chết là đúng rồi. Chờ tôi chút đi. Nè, giữ kỹ nha. Mắc công á là chết thêm lần nữa đó. Cảm ơn nha. Lần này chết chắc. Hả? Mệt không? Mệt. Mày làm cái gì vậy? Kéo giò. Chị ơi, có sao không chị? Không có phải chị, mà là anh. Anh? Anh sao tóc dài vậy? Ma nào tóc không dài. Tóc dài mới là ma. Ủa, đi đâu vậy? Đi kiếm đứa khác hả? Đâu ơi, hai người ta hả? Má không chết nữa đó. Thôi, đi vô nhậu tụi tôi. Nói vậy tôi chưa chết hả? Hello everybody. Hi. Mình là Skin Ghost. Skin Ghost là cái gì? Skin là da. Ghost là ma. Mình là ma già. Sợ. Sợ đúng không? Không. Ủa, ai nghe nói ma cũng sợ, sao các bạn không sợ? Tụi này chỉ sợ ma vú dài thôi. Ma vú lép dữ lắm á. Sợ. Vú lép thì giống tôi, có gì đâu mà sợ. Đúng vậy. Mày vui tính lắm á. Tao thích mày. Mình già, anh già.
Mà sao anh chết vậy? Nói tới, nhớ lại, kinh khủng lắm. Ôi, ghê lắm. Nổi hết da gà nè, thấy không? Lạnh đúng không? Nó đâu. Mà anh Gia ơi, Gia mình kéo giò rồi còn có ăn thịt người không anh? Thưa cả nhà, đây là một cái thước phim ngắn có tựa đề là gì ta? Ma gia ngoại truyện. Dạ, ma gia ngoại truyện. Nghe cái chữ ngoại truyện là mình biết là ma gia hàng pha ke. Em quay xong rồi, giờ em mới nghe được cái tên của phim luôn á, chưa biết. Ôi dạ. Dạ, nói chung là cái phim này từ ngày lúc mà tụi em nghĩ ra cho đến lúc quay là đúng 24 tiếng đồng hồ. Đúng. Là lúc đó là vừa thấy ở bên Việt Nam đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cũng như là người bạn diễn partner ăn ý của Tâm, đó là cô Long tiểu long nữ, cô Long Việt Hương. Dạ. Đang ra mắt phim Ma Gia bên Việt Nam, cho nên mấy anh em là Cao Á Thông, Duy Chim, đây là ca sĩ Đình Phước, ca sĩ James Hồ, ca sĩ Bảo Trân, hai đứa em. Dạ, đây là Nhân và đây là Hữu, cũng như cùng với Cao Bá Thông, và có make up Tâm Võ, Mai Lu, Hậu Trường. Dạ, tụi em làm một cái phim ngắn Ma Gia ngoại truyện này để ủng hộ cho cô Long Việt Hương. Ma Gia, Ma Gia, Ma Gia, Ma Gia. Dạ, nhớ cả nhà ra rạp hát ủng hộ Ma Gia của Việt Hương và Nguyễn Hữu Hoàng. Yeah.